Đồ kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm ăn miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là nhân địa ngục đàn đó xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điệu hoa ở trong thân quyên bất hòa hai tranh hai cái người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn ăn cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quốc hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà hàng miệng khoe quan đã tiểu thành thánh nhân tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò thấu đảo chuyển miền gió mưa nay còn sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tím to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằn bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoang dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tán chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài ôm lòng oan hận tội
Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, mà ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đài, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Nam mô Thiện Sắc Phật. Nam mô Thiện Thức Phật. Nam mô Thiện Tâm Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Tóc Dự Phật. Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sân Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật.
Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi à, sao gia quan cũng phải thời ăn năn à, hướng về vô thủy tội căn. Giác quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn đắm mê sắc đẹp bên ngoài à, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều à, mà lòng tham sắc dễ siêu à, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay à. Tai ưa đàn ngọt hát hay à, những lời êm dịu vui vầy nỉ non làm cho chi khí hao mòn à, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mũi ham mùi xả hương trầm à, mùi thơm hoa lá ý lầm phát sanh à, lưỡi thèm thịt béo ca tanh à, bội thêm gốc khổ tội sanh à, ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều. Ý tưởng tượng cao siêu ở lời đăng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn. Nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân Phật Đàm. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm. Sám tai công đức vô ngần, thưa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô Danh Tự Tại Hổ Thế Gian Phật. Nam mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật. Nam mô Danh Pháp Hành Quán Tuệ Phật. Nam mô Công Đức Trụ Trì Phật. Nam mô Danh Diệu Thắng Tư Tài Tướng Thông Xưng Phật. Nam mô Danh Diệu Thắng Tư Tài Thắng Phật. Nam mô
Nam mô Danh Lạc Pháp Phân Tấn Phật. Nam mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam mô Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật. Nam mô Danh Tịnh Tịnh Vương Phật. Nam mô Danh Giải Thoát Hành Phật. Nam mô Danh Đại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật. Nam mô Danh Hiệp Tổ Na La Diệm Vương Phật. Nam mô Danh Tán Hoại Kiến Ma Luân Phật. Nam mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật. Nam mô Danh Đắc Phật Pháp Ba Đầu Ma Phật. Nam mô Danh Đắc Phật Nhãn Phân Đà Lợi Phật. Nam mô Danh Tùy Tiện Giác Giác. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn cỏ cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi len lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệp hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quả
quản lý hồ đồ, chia bay cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vương ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Này còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thuê vắng chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc liên an. Con xin chư Phật Thánh Hiền, chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ, đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vô cáo cầm da ma, gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay, dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp vật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không, nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời, ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành, hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn ấy loài.
Nam mô Công Đức Tự Tại Phật. Nam mô Thích Tự Tại Phật. Nam mô Thế Tự Tại Phật. Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Ý Trụ Trì Phật. Nam mô Địa Trụ Trì Phật. Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật. Nam mô Khi Trụ Trì Phật. Nam mô Công Đức Tăng Trụ Trì Phật. Nam mô Sắc Thắng Phật. Nam mô Chuyển Pháp Khởi Phật. Nam mô Nhật Thiết Quang Hình Thị Phật. Nam mô Phán Nhật Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật. Nam mô Pháp Thành Tựu Phật. Nam mô Thiện Hộ Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Hỷ Phật. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ai ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng
chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạt chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hẳn đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Nam mô Thiện Sư Phật. Nam mô Phổ Thiện Phật. Nam mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Sư Tử Tiên Phật. Nam mô Phật Nhãn Phật. Nam mô Hiệp Tụ Phật. Nam mô Tật Trí Dũng Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Sư Tử Thu Phật. Nam mô Hải Mạng Phật. Nam mô Năng Độ Bi Ngạn Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Xưng Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Phật. Nam mô Thiện Giả Ma Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm, ác miệng bốn thứ bao gồm.
lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công, nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đó xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quốc hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng, miệng khoe quan đã tiểu thành thánh nhân, tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hãng được thân thánh hiền, bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tím to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan có nỗi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thua,
gương ngoài mặt đành điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao. Vua tôi nghi kỵ lắm nhau, vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Nam mô Thiện Sắc Phật. Nam mô Thiện Thức Phật. Nam mô Thiện Tâm Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Y Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Tóc Dự Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sân Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy
thân nghiệp khổ nghiệp sám rồi à, sao gia quan cũng phải thời ăn năn à, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn đắm mê sắc đẹp bên ngoài à, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều à, mà lòng tham sắc dễ siêu à, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay à. Tai ưa đàn ngọt hát hay à, những lời êm dịu vui vầy nỉ non làm cho chi khí hao mòn à, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm à, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh à, lưỡi thèm thịt béo cá tanh à, bội thêm gốc khổ tội sanh à, ngâm đầu thân ưa lụa mịn gấm màu càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều ý tưởng tưởng cao siêu ở lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa sáu căn án nghiệp nào vừa con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn nguyện sám hối mắt trần nhờ công đức chứng phạm thân phật đàn cùng hàng bồ tát thấy xa ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm sám tai công đức vô ngần thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên nhờ công đức sám mũi nên à, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan công đức sám lưỡi vô vàng nếm toàn pháp vị không màng lời danh sám thân công đức hoàn thành à, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không à, sám ý công à, đức cũng đồng à, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh đại nguyện con đã trần tình à, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ nguyện đem cái mạng sống hờ quy tam bảo vương bờ tử sanh nam mô danh tự tại hộ thế gian Phật nam mô danh long tự tại thinh Phật nam mô danh pháp hành quán tuệ Phật nam mô công đức trụ trì Phật nam mô danh diệu thắng tư tài tướng thông xưng Phật nam mô danh diệu thắng tư tài thắng Phật nam mô danh lạc pháp phân tận Phật nam mô danh pháp giới trang nghiêm Phật nam mô danh đại thừa trang nghiêm Phật
Nam mô danh Tịnh Tịnh Vương Phật. Nam mô danh Giải Thoát Hành Phật. Nam mô danh Đại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật. Nam mô danh Hiệp Tổ Na La Diệm Vương Phật. Nam mô danh Tán Hoại Kiến Ma Luân Phật. Nam mô danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật. Nam mô danh Đắc Phật Pháp Ba Đầu Ma Phật. Nam mô danh Đắc Phật Nhãn Phân Đà Lợi Phật. Nam mô danh Tùy Tiện Giác Giác. Nam mô Tự Tại Thinh Phật. Nam mô Tuệ Thinh Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật. Nam mô Cam Lồ Thinh Phật. Nam mô Tịnh Tràng Phật. Nam mô Kim Cang Tràng Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Trụ Trì Pháp Phật. Nam mô Lạc Pháp Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Hộ Pháp Phật. Nam mô Phá Phân Tấn Phật. Nam mô Phạm Giới Hoài Phật. Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật. Nam mô Nhiền Pháp Định Liệu Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không
còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa. Thương người như thế con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương ấy Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quang Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ chư tôi, còn an tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn cỏ cây kim, mà không cho chẳng được mưu tìm đoạt sang. Huống chi lên lấy trộm càng, chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoan ngầm đầu. Chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu. Đem thân vác nặng cúi đầu trả oán.
làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp có bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham ngâm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhan đèn pháp khi tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thuê vánh chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đảo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vô cáo cầm giam, gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay, dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp vật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi.
án kia nói chẳng đủ lời. Nay con sám hối nương nơi Phật Đà, cầu cho ác nghiệp được tha. Chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không, nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành,